Nhi được cái đó, Nhi được cái là Nhi chơi với rất nhiều người đẹp. Dạ. Nhưng mà Nhi không hề đẹp. Đàn ông xa lánh nè. Tôi không biết nó nhìn em vậy coi. Xin chào mọi người. Chị hay đi quay chung những cái game show chung với lại chú Trí Tài nè, chị Việt Hương, rồi anh Đức, rồi chị Sĩ Thanh và rất là nhiều anh chị khác. Thì mình lâu lâu mình gặp lại mình cũng thấy là đúng là da mặt của chị Việt Hương với lại chú Tài là xăng anh da mặt của anh Đức á cũng bớt rỗ nữa. Ngày xưa anh Đức nhiều rỗ lắm. Hy vọng anh Đức không coi cái clip này. Nhưng mà xong rồi mới hỏi là sao mà mình có thể mà nó cứ cái mặt nó cay kéo lên như vậy nè, nó săn lên như vậy. Thì cũng thắc mắc thì mọi người có nói với lại Nhi là tại vì là bên chỗ chị Vivi Thanh Mai là có thẩm mỹ viện hay có soi da luôn. Soi da thì mình mới biết được là da Nhi là bị lỗ chân lông, là đang bị đáng báo động. Đáng báo động. Bây giờ thì mình cùng so sánh cái hình ảnh của mình trước và sau khi làm nè, mọi người để ý. Sao ghê quá vậy? Dạ Nhi thấy không? Thấy cái sự khác biệt không mọi người? Để ý về cái, nhất là cái rãnh này Nhi ha. Dạ, cái rãnh hai bên, gương mặt của mình cái độ nó thon gọn hơn. Đúng rồi. Dạ. Cái rãnh này nè. Dạ. Cái mắt nữa chị, cái mắt ở trong này nó bọng hơn. Cái mắt của mình, mắt bên mình bây giờ thì nó đỡ hơn rất nhiều. A few moments later. Nhi đáng yêu lắm, nói chung đáng yêu lắm. Chị còn biết lại giấc mê lắm rồi. Em thấy mọi người nói sao Nhi cũng đẹp mà. Em đẹp không cần son phấn, duyên thật xinh.